Chương 66, Diabo và thành quả sau thất bại. Lại đến hai người của Bạch Nguyên sao? Cẩn thận đánh giá sóng ma lực Diabo và Milim phát ra, Luna phát hiện Diabo có mối liên kết và có thể sử dụng được khả năng của Rimuru, còn Milim tuy không trực tiếp có liên quan nhưng cũng không tránh được, đúng lúc đang bực bội vừa hay thử khả năng của họ một chút vậy, nếu không gây tổn thương quá nghiêm trọng thì sẽ không sao đâu nhỉ. Luna cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi ra quyết định, dù sao những việc mà cô và chủ nhân chuẩn bị đều bị nhóm Rimuru can thiệp vào dù ít hay nhiều. Luna muốn tận dụng cơ hội này để trả đũa việc làm thay đổi kế hoạch và tự ý bước vào kết giới, cũng như thử khả năng của Diabo và Milim, lên đi, một hiệu lệnh được ban ra, ngay lập tức những lưỡi kiếm chuyển hướng nhắm vào vị Diabo và Milim. Về phần Kumara và Mobster đã hoàn toàn bị bỏ qua, riêng Kumara thì đã bị những sợi xích trói chặt còn Mobster thì không đủ mạnh để có thể gây phiền phức gì. Ken ken, những lưỡi kiếm chia làm bốn hướng phong tỏa Diabo và Milim vào trong, chậm chậm. Ngươi đánh với cậu ta trước đi, như một loại cảm ứng đặc biệt thuộc về chân long. Milim phát hiện Luna không hề có ý muốn tiêu diệt cả bọn ngay cả khi đã dùng đến vũ khí. Ồ, được thôi như ý muốn của cô vậy. Luna cũng nhận ra được điều gì đó từ Milim khi cô ấy sử dụng khả năng của bản thân, vì thế mà Luna không chần chừ mà chấp nhận đề nghị, cứ thỏa thích đánh đấm đi, ta sẽ lo cho Kumara và Mobster, như một thông điệp. Milim nói với Diabo vài lời rồi lui ra đứng trước che chắn cho hai người còn lại, chắc đã cảm nhận được việc ta không được phép tiêu diệt các ngươi đúng không? Nhưng yên tâm đi, ta sẽ cho thấy thế nào là chết còn sướng hơn sống. Cũng đừng đặt hy vọng vào chủng loài hay khả năng kháng của bản thân, với ta chúng đều vô dụng cả thôi. Nghe thấy câu nói của Milim, Luna liền nhận ra hàm ý ẩn bên trong. Ở cấp độ này nếu chỉ dùng đến những hiệu ứng bình thường thì quả thực như gãi ngứa cho đối thủ. À đúng rồi, nếu ngươi thắng được thì ta sẽ thả con bé đó ra. Luna nhìn về phía Kumara, cô quyết định sẽ giải trừ những sợi xích đó nếu Diabo chiến thắng. Ban đầu cô không hề có ý định sẽ tháo gỡ chúng. Vì Kumara đã tấn công trước nên việc này cũng không bị xem là trái với luật lệ mà chủ nhân đề ra. Ma thần thể, Diabo biết đối phương còn mạnh hơn cả Jiko nên đã quyết định sử dụng toàn lực từ lúc ban đầu. Lãnh địa của thần, Luna mở ra lĩnh vực, ngay tức khắc thời gian chỉ vừa mới được ổn định lại lần nữa trở nên xáo trộn. Tận thế, lãnh địa của Luna vừa chạm đến người Diabo lập tức vỡ nát. Diabo đã cố gắng phát triển kỹ năng tận thế vào trong thời không riêng và tạo thành một biến thể mới. Một kỹ thuật được mô phỏng theo quá trình kết thúc một chu kỳ vũ trụ mà cậu đã tìm thấy từ những tư liệu mà Rimuru ban cho. Ồ, chia cắt, kỹ thuật Diabo sử dụng đã làm cho Luna kinh ngạc. Kỹ thuật đó không những phá hủy lãnh địa của thần ở gần Diabo mà còn thông qua mạch ma lực dần lan rộng ra. Điều đó đã bắt buộc Luna cắt bỏ phần lãnh địa bị ảnh hưởng. Không nghĩ đến ngươi lại mạnh đến thế, giờ thì nghiêm túc mà đánh nào. Vù, như lời nói, Luna lập tức triệu tập bốn lưỡi kiếm quay trở về, sau đó dừng thời gian lại và lao đến Diabo. Đối với Diabo, việc dừng thời gian không còn bị ảnh hưởng, nhưng lần này lại khác, khi Luna kích hoạt liền làm cho cậu cảm thấy rất nặng nề như đang đi trong bùn lầy. Kraken, không thể di chuyển để né đòn Diabo, bắt buộc phải biến đổi cánh tay thành bộ vuốt, sau đó cường hóa nó bằng ma lực để đỡ lấy lưỡi kiếm từ Luna. Hiệu ứng tận thế lần này hoàn toàn vô dụng với đối thủ, khi mà Luna tự do đi vào rồi phá vỡ hủy một cách nhẹ nhàng. Xoẹt, keng, một lưỡi kiếm bị Diabo đỡ lấy. Luna lập tức xoay người, lưỡi kiếm thứ hai cứ thế nhắm vào cổ Diabo. Không chần chừ, Luna thật sự có ý định cắt đối thủ làm hai. Keng, trong tích tắc Diabo đã biến đổi cánh tay còn lại để chặn lưỡi kiếm. Một sự sợ hãi sâu từ trong linh hồn bộc phát. Từ trước đến nay một ác ma nguyên thủy như cậu chưa từng cảm nhận được cái chết đến gần như thế. Giờ thì ngươi lấy gì để đỡ lại đây? Luna không bất ngờ về kết quả, cô đã đưa mọi thứ đi đúng như kế hoạch. Ép buộc Diabo phải phòng thủ bằng hai tay, xoẹt xoẹt, không chần chừ, hai lưỡi kiếm còn lại lập tức chém vào người Diabo. Tuy có cơ thể của ma thần vương, nhưng sức phòng thủ là hoàn toàn không có. Lưỡi kiếm rạch thành hai đường trên cơ thể, phục. Một cơn đau dữ tợn đến từ linh hồn ép cậu phải quỵ xuống. Những lưỡi kiếm đó nó cắt thẳng vào cấu trúc linh hồn Diabo mà bỏ qua tất cả kháng và kỹ năng phòng ngự. Đứng bên ngoài quan sát trận chiến, Milim không tin vào những gì đã diễn ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Khi vừa mới thấy Luna biến mất thì Diabo liền ngay sau khuỵu xuống. Trên người còn để lại hai vết chém sâu không thể hồi phục.
Ta không yếu đến mức đó đâu, rắc ầm, những mảnh vỡ từ tận thế bỗng chống nổ tung, một lượng lớn ma lực bị kích phát ép cho Luna phải lùi về sau. Còn Diablo đã chuẩn bị trước nên đã hướng vụ nổ ra ngoài, nhờ đó mà cậu đã có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại. Vết thương đến từ dòng thời gian khác sao? Diablo đánh giá lại vết thương trên cơ thể liền rất nhanh phát hiện được lý do làm chúng không thể khôi phục lại. Ngoài ra cũng nhờ đó mà sự hiểu biết về khống chế thời gian cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Tận diệt, nhận thấy chúng không thể lành lại, Diablo cũng không thèm quan tâm sau khi đã ngăn chặn ma lực rò rỉ thành công. Sau đó liền phát động phản công lại. Một chiều không gian đỏ thẫm được thực thể hóa xuất hiện xung quanh Diablo. Việc hiện thực không gian riêng ra chiều không gian hiện tại là điều cấm kỵ đấy. Ngươi nên thu lại chúng trước khi phải hối hận. Nhìn thấy hư ảnh xung quanh Diablo, Luna lập tức thay đổi sắc mặt, kèm theo là ngữ điệu của người trông coi khi phát hiện kẻ phạm lỗi. Luna là người nắm giữ và là hóa thân của bản nguyên thời gian. Nhiệm vụ của cô ngoài việc thiết lập và ổn định thời gian thì còn có nhiệm vụ trông chừng và xử lý những kẻ gây lên sự bất ổn dẫn đến sụp đổ thế giới. Hiện tại hành động của Diablo có thể xếp vào loại nguy hiểm nhất có thể xử lý ngay lập tức. Trong khi đó thì Diablo không hề biết những quy tắc này, nhưng cậu cũng rất may mắn khi nơi này đã được Luna bao bọc trong kết giới, vậy nên hành động vô tình không còn ảnh hưởng đến tồn vong của thế giới. Vuốt ầm, tức khắc lao đến Luna và liên tục tấn công, móng vuốt và lưỡi kiếm va chạm cực nhanh, tạo thành những đợt sóng xung kích lan tràn ra phá hủy những cấu trúc khác trong học viện. Ken, Diablo đánh văng những thanh kiếm ra xa, chớp lấy thời cơ liền tấn công vào người Luna. Đòn tấn công khi gần đến cơ thể Luna đã bị một lớp giáp chặn lại, nhưng ít nhất cậu cũng đã để lại những vết lèn sâu. Rắc ầm, len ken, cùng lúc đó Luna cũng không ngồi yên. Khi mất đi lưỡi kiếm, cô lập tức tạo ra những sợi xích đặc biệt, rồi nhân lúc Diablo tấn công vào chiến giáp cô đã trói cậu ta lại. Giống như Kumara, mọi hoạt động kể cả là dòng chảy ma lực trong người Diablo bị đông cứng, cả nhận thức lẫn linh hồn cũng bị đóng băng. Milim chứng kiến khung cảnh không khỏi kinh sợ trước sức mạnh của Luna. Gần như toàn bộ trận đấu đều bị Luna khống chế và mọi chuyện đều diễn ra như ý muốn của cô. Giờ thì ta sẽ cho cậu trải nghiệm thế nào là sống không bằng chết. Luna hoàn toàn bỏ qua những biểu hiện của Milim và Moser, chỉ nhìn Diablo và chuẩn bị ra tay thì lại có sự việc bất ngờ diễn ra. Luna chơi đùa như thế là đủ rồi, đến khu trung tâm đi. Một lời nhắn trực tiếp từ chủ nhân, ngữ điệu không còn là người đóng giả là giáo sư Kana nữa. Chủ nhân thực sự của cơ thể đã trở lại, vâng, thuộc hạ sẽ đến ngay. Nghe thấy giọng nói đó, Luna liền đông cứng toàn thân, chỉ có thể ngay lập tức dừng mọi việc và đi đến vị trí đã được chỉ định, đến đây thôi. Hãy nói với Bạch Nguyên đừng làm cho ta và chủ nhân phải thất vọng, giải trừ tất cả mọi thứ. Luna để lại một câu nói rồi dần dần hòa mình vào thời không, để lại Milim và Moser đang ngơ ngác giữa khung cảnh đầy mảnh vỡ của kiến trúc xung quanh. Này, cô ta đâu rồi hả? Vừa được giải thoát, ý thức của Kumara mới lần nữa hoạt động nên vẫn cho rằng Luna còn ở đây. A, Milim-sama, sao người lại ở đây? Đang cố vùng vẫy tìm đối thủ thì phát hiện Milim đang đứng phía trước. Sau đó Moser phải mất một chút thời gian để giải thích lại toàn bộ cho Kumara. Còn Diablo thì rơi vào một trạng thái vô ngã đặc biệt. Một bích chướng với sức mạnh bất bại dần hình thành xung quanh cách biệt cậu với bên ngoài. Được rồi, đợi chút nữa rồi chúng ta đi tìm nhóm Suna. Milim nhìn qua Diablo liền biết được cậu đang tiếp nhận và phân tích những dữ liệu hoàn toàn mới, thứ sẽ chỉ phù hợp riêng với chính cậu ta. Rimuru-sama, Diablo đã đạt đủ điều kiện đáp ứng một vai trò. Đang di chuyển trong khoảng không bên ngoài thì CL bất ngờ thông báo. Ồ, xem ra chuyến đi đến học viện đáng giá rồi nhỉ. Thuộc tính tương thích là gì thế? Vai trò Marcel nói đến tôi không có xa lạ gì. Nó là thứ giống với nhóm người tư duy, những người có thể khống chế một bản nguyên, hư vô. Một vai trò thích hợp nhất. Ồ, vậy em xử lý nó đi CL. Tôi chỉ cần biết như thế là đủ. Những chuyện còn lại tôi giao cho CL xử lý. Thực tế thì tôi mong những người khác cũng tiếp tục phát triển, vì không bao giờ có thứ gọi là độc tôn được. Về sau sẽ còn nhiều đối thủ mạnh hơn xuất hiện như một quy luật bất biến. Vâng, tiến hành bổ nhiệm vị trí thứ 5 trong lớp bản nguyên, CL rất hưng phấn khi bắt đầu quá trình. Sau khi giao mọi chuyện lại cho CL, tôi tập trung di chuyển và chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Chương này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã nghe truyện đến lúc này. Anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và comment góp ý cho mình nha.
Hẹn gặp anh em ở chương sau.